chào cả anh chị em, chào cả mọi người. Thì về cái chuyện nghèo thì ở trên cái không gian mạng này thấy tụi nó nói hoài à. Mà riêng bản thân đây cũng đang rất là nghèo. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải hiểu tại sao nó lại nghèo mới được. Chứ không có cái chuyện mà tự nhiên nó giàu lên. Cái thứ nhất là do cái tư duy. Ví dụ như từ cái bản thân thôi. Riêng bản thân là không có ham muốn gì gọi là làm giàu. Nói chung là cũng có rất là nhiều cơ hội để làm giàu. Là thật sự là như vậy. Nhưng mà nói chung là mình có cái cảm giác là giàu rồi với nghèo nó cũng không có quan trọng. Không có thấy gì là quan trọng lắm. Mà cảm thấy khi cuộc sống của mình sống vui vẻ là cảm thấy là hài lòng rồi. Sống thoải mái, ra đường gặp anh em bạn bè này kia, ra đường gặp người quen á, thì người ta thấy mình người ta còn chào, rồi mình cũng chào hỏi người ta, sống tình cảm vui vẻ là được. Còn lại cái chuyện giàu nghèo á, thì nó cũng không có thật sự là nó không có quan trọng lắm. Còn ở đây á, nói về cái sự nghèo của đất nước, đặc biệt là cái đám dân chủ cội ở trong nước cũng như là những cái thành phần ba sọc ở hải ngoại á, nó chê bai các kiểu. Thì để bàn về cái sự nghèo này, mình tại sao cái đất nước Việt Nam á, khoa học kỹ thuật nó không phát triển. Cái thứ hai á, tại sao á, đất nước Việt Nam mình á, còn nghèo so với thế giới đấy. Nhưng mà cái đặc biệt á, trong cái quá trình mà nói chuyện cái sự nghèo này thì trước hết á, là cái kiểu mà so sánh là nó hoàn toàn là sai lầm, hoàn toàn là nó khập khiễng. Tại vì không thể nào đưa Việt Nam đi so sánh với Đức, không thể nào mà đưa Việt Nam đi so sánh với Mỹ, so sánh với Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan chẳng hạn. Thì ở đây là lát nữa sẽ đi sâu về các cái nguồn gốc giàu của những cái nước đó. Thì trên thế giới hơn 200 nước, 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mà mở mồm ra là cứ đòi so sánh với một vài nước, 5-7 nước, cùng lắm là trong vòng 10 nước. Thế thì hỏi nó có công bằng không? À, quay trở lại cái vấn đề nghèo của Việt Nam. Thì riêng đất nước Việt Nam chúng ta là chế độ phong kiến mãi tới đầu thế kỷ 20 mới hết. Và riêng chúng ta ai cũng phải biết rằng cái chế độ phong kiến là cái chế độ xã hội nó kìm hãm cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Đấy. Thì đặc biệt ở châu Âu từ thế kỷ 14, 15 là bắt đầu cái thời kỳ phục hưng. Tức là khôi phục lại những cái giá trị của khoa học kỹ thuật. Tức là cái thời phong kiến ở châu Âu á, nó kìm hãm, nó không cho phép phát triển khoa học kỹ thuật. Thì người châu Âu mới làm cách mạng. Là cái giai thời kỳ phục hưng đó cũng là một cái thời kỳ đen tối ở châu Âu. Thì đổ rất là nhiều máu. Thì châu Âu mới có được cái sự phát triển khoa học kỹ thuật. Đấy, thì quay trở lại Việt Nam. Thì chúng ta mãi đầu thế kỷ 20 là mới hết phong kiến, mới xóa bỏ được phong kiến. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì lãnh đạo cách mạng chúng ta là giành được độc lập tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945. Thì mới chấm dứt là xóa bỏ phong kiến, là cũng như là thoát khỏi cái ách đô hộ của thực dân Pháp. Nó là tạm thời là tới như vậy, và kéo dài ra cái thời gian rất là dài. Chúng ta chiến tranh triền miên ở các nơi cho tới mãi năm 89-90 mới chấm dứt. Và tới năm 2000, tới năm 1995 á, thì mới bình thường hóa quan hệ lại với Mỹ. Thì ai cũng muốn giàu. Đấy, thật sự là 10 người là hết 8-9 người là làm đều muốn mình giàu có. Nhưng mà giàu có bằng cách nào? Ở đây không nói về cá nhân, riêng cái ở về cái tầm ở đất nước. Thì chúng ta đi lên từ hai cái bàn tay trắng. Trình độ khoa học chúng ta là con số 0 tròn chỉnh. Đấy, nói thẳng ra là như vậy. Về phát minh khoa học ở thế kỷ 19 đổ về trước, đầu thế kỷ 20 là chúng ta không có bất cứ một cái phát minh nào, là không có điều kiện để mà nghiên cứu phát triển khoa học, phát triển khoa học kỹ thuật. Thì lấy gì là mà làm giàu? Thì về cái giàu ở trong cái chế độ phong kiến,
thì một á là quan lại, hai á là địa chủ. Đấy, là những cái thành phần đó giàu thì giàu dựa trên cái gì? Giàu trên cái sự thu gom ruộng đất. Đấy. Giàu trên cái sự mà cái chế độ gọi là nô lệ hoặc là những cái người ở đợ, nói mà nhẹ một chút xíu là đi ở đợ. Thì những cái thành phần địa chủ cũng như là quan lại nó thu gom ruộng đất số lượng lớn, số lượng nhiều, thì nó làm và nó cho người dân thuê trở lại thì thu tô thu thuế, đánh thuế rất là nặng, thì họ làm giàu trên cái mồ hôi xương máu của người dân. Đó là cái thời phong kiến đấy. Thì đến khi chúng ta cách mạng thành công và đất nước độc lập sau 30 tháng 4 1945, thì cái sự toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm á, thì chúng ta mới bắt đầu là làm ăn. Nhưng mà bên cạnh đó thì Tây Bắc Tây Nam là giặc Tây Bắc Tây Nam nó quấy nhiễu, nó quấy phá, buộc chúng ta phải tham gia vào những cái trận chiến đó nhằm để giúp bạn cũng như là giữ gìn cái lãnh thổ của chúng ta. Thì trong cái thời đại này chúng ta không thể nào dựa vào cái đất đai để chúng ta làm giàu. Là tại vì sao? Tại vì khoa học kỹ thuật người ta phát triển rồi. Bây giờ không thể nào là con trâu đi trước cái cày đi sau như ngày xưa nữa, mà bây giờ là cơ giới hóa, tức là tất cả đưa máy móc vào để ứng dụng trong sản xuất công nghiệp cũng như là nông nghiệp đó, thì chúng ta mới tạo ra được những cái lợi nhuận. Thì xã hội ngày càng phát triển như vậy thì đòi hỏi cái trình độ khoa học chúng ta phải đi theo kịp. Và cái chúng ta muốn làm giàu thì phải bằng cách nào? Không có cái cách nào khác là kêu gọi đầu tư của nước ngoài. Đấy, kêu gọi, phải kêu gọi cái quá trình đầu tư của các cái công ty doanh nghiệp cũng như là các cái nước khác đầu tư vào cái đất nước chúng ta. Đấy, và ở cái điểm này thì những cái đám dân chủ cội và những cái đám sọc ở bên hải ngoại, những thành phần chống phá đất nước á, là nó vin vào đây để nó nói. Thì bên cạnh đó phải nên nhớ một điều rằng cho dù Việt Nam chúng ta hợp tác làm ăn với bất cứ một cái nước nào trên thế giới này, tuy nhiên vẫn giữ vững một cái nguyên tắc, đó là tôn trọng độc lập chủ quyền của đất nước, và thứ hai nữa là không xen vào công việc nội bộ của đất nước chúng ta, thì chúng ta mới làm, mới hợp tác làm ăn với người ta. Còn lại không có bất cứ một cái điều kiện nào cho phép mà không tôn trọng chủ quyền của chúng ta cũng như là lợi dụng việc quan hệ làm ăn kinh tế mà can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta. Nhưng mà đó là một cái giá là chúng ta phải, cái mà chúng ta phải kiên định là như vậy. Đất nước chúng ta từ trước tới giờ là vẫn luôn luôn kiên định về cái điểm này. Thì ở đây cái đám dân chủ cuội và cái đám sọc là nó nói là tại sao lại không làm ăn với Mỹ và lại làm ăn với Trung Quốc. Đấy, thì cái vấn đề là nó nằm ở chỗ này. Chúng ta kêu gọi đầu tư. Kêu gọi đầu tư thì chúng ta phải có cái giá trị thì họ mới vào, chứ không không có không không là không có cái đất nước nào mà tự nhiên, cái công ty nào mà tự nhiên nó tới Việt Nam chúng ta, nó giúp cho Việt Nam chúng ta giàu, không có đâu. Cái phải hiểu vấn đề là không có bất cứ một cái nước nào nó tự nhiên nó tới nó giúp cho Việt Nam chúng ta giàu để làm gì. Nó tới đây làm ăn là mục đích nó để nó thu được cái lợi nhuận tối đa nhất. Thì ở đây Việt Nam chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn đó, trong đó là bao gồm một là cái nguồn lao động là dồi dào đó, cái nguồn lao động trẻ. Cái thứ hai là người Việt Nam là cần cù siêng năng, ham học hỏi đấy, và rất là nhạy bén. Thì Thanh Văn từ từ đi, là rất là nhạy bén. Và cái nữa, ôi ồ nha, cái nữa là cái nhân công nó rẻ. Thì ở đây đặt ra cái câu hỏi là tại sao không có trả tiền lương cao giống như các nước tư bản? Thế nếu mà trả lương cao như các nước tư bản thì nó qua Việt Nam nó làm cái gì? Chính vì vậy chúng ta thấy được cái thiệt thòi của đất nước, cái thiệt thòi của chúng ta là ở cái điểm là như vậy.
Chào anh Việt Rai nha, chào anh Trần Nam. Cái thiệt thòi chúng ta như vậy, khi nhà nước chúng ta ký kết làm ăn với các nước khác trên thế giới đã chịu rất nhiều cái thiệt thòi. Cái thứ nhất là có nhiều cái địa điểm đặt cái khu công nghiệp, khu chế xuất là ở cái vị trí, nếu mà nói về bên quân sự là nó có rất nhiều bất lợi cho chúng ta. Đó là về cái góc nhìn sâu xa, là cái thứ nhất là cái vị trí đất đai là nó lựa chọn vị trí là rất là đắc địa, cái vị trí rất là tốt và có ảnh hưởng tới về lâu về dài về sau này. Tức là ở cái thời kỳ trước kia chúng ta mới bắt đầu kêu gọi thì chúng ta phải tạo tất cả những cái hành lang pháp lý rất thuận lợi nhất cho các cái nhà đầu tư đó. Đấy, để cho là họ làm bằng cách là hoãn thuế cũng như là giảm trừ thuế ở một cái mức thấp nhất. Chúng ta có thể hoãn thuế cho họ 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm luôn. Đó, chính vì những cái như vậy thì mới thu hút được những cái nhà đầu tư nước ngoài. Thì từ những cái mà nhà nước tạo ra những cái công ăn việc làm đó thì mục đích để làm cái gì? Để cho người dân có cái cuộc sống, em chào chị Hương, có cái cuộc sống ngày càng được nâng lên. Chứ đâu phải là nhà nước tạo ra cái đó để nhà nước mà thu lợi về cho nhà nước đâu. Và bên cạnh đó, chúng ta muốn kêu gọi thì chúng ta phải có đầy đủ những cái yêu cầu của cái công ty nước ngoài đó. Chứ không phải là chúng ta kêu gọi bằng niềm tin được. Chúng ta phải có những cái ràng buộc, những cái điều khoản phù hợp với những cái yêu cầu của cái công ty nước ngoài đó mới được. Thì ở đây á, là cái vấn đề mà lương bổng cũng như là cái đóng thuế. Thì về cái mặt đóng thuế thì nhà nước chúng ta đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho những cái công ty nước ngoài rồi. Còn về cái lương bổng thì chúng ta cũng phải trả lương phù hợp cho người công nhân của Việt Nam chúng ta, mặc dù thấp hơn rất nhiều so với một công ty ở tại đất nước sở tại của người ta. Ví dụ như một công ty Mỹ ở bên đó sản xuất ra một đôi giày thì công nhân là quy ra tiền Việt đi là công nhân lãnh được 10 triệu thì ở Việt Nam thì chỉ có 5 triệu thôi. Nhưng mà ở Việt Nam 5 triệu thì nó đảm bảo được cái cuộc sống ở trên đất nước Việt Nam, khu vực của chúng ta đang sống đây. Thì đem 5 triệu mà qua Mỹ thì đương nhiên chúng ta sẽ không sống được ở bên Mỹ rồi. Nhưng mà 10 triệu ở bên Mỹ thì cũng cái mức độ là vừa đủ sống ở bên Mỹ mà thôi. Nói chung là nó như vậy. Và những cái thành phần dân chủ cuội á, nó ngu muội ở cái chỗ là đất nước chúng ta là muốn tạo điều kiện, tạo mọi cái điều kiện, mọi cái cơ hội cho người dân có điều kiện, có công ăn việc làm cũng như là có điều kiện để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Chứ không phải là như một cái thằng Mỹ. Thằng tư bản nó khi mà anh đủ 18 tuổi là nó biến anh thành một con nợ vĩnh viễn. Tôi nói là biến anh thành một con nợ vĩnh viễn cực kỳ hợp pháp luôn. Tại vì khi anh đủ 18 tuổi thì anh đi làm, chỉ cần anh có công ăn việc làm thì anh có thể mua thiếu bất cứ một cái khoản nào. Đấy, mua thiếu. Cứ nghĩ rằng là người Mỹ họ có tiền họ xài. Nhưng mà thực tế thì không phải là tiền, đó là cái thẻ thôi. Thì nó cấp cho anh cái thẻ đó thì anh đi có thể là mua thiếu. Rồi cái tới tháng là tới lãnh lương công ty thì là nó trừ hết. Thì nó còn tính thêm cả tiền lời ở trong đó. Và nó tạo cho chúng ta cái ảo giác là chúng ta nếu mà có nhu cầu mua bất cứ cái gì. Chỉ ví dụ như ở Mỹ là khi có công ăn việc làm ổn định thì anh có thể là đi mua mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng mà ở Việt Nam thì khác. Do cái truyền thống của chúng ta sống hoàn toàn khác với nước ngoài. Cũng mà chúng ta rất là nhiều người là ái ngại mấy cái khoản mà mượn tiền. Thì do đó là sẽ mà khi mua đồ cái gì á, thì nhắm đủ tiền rồi mới mua. Hoặc là dư tiền rồi mới mua. Chứ còn vừa đủ mà mua rồi xong rồi hết tiền luôn là đôi khi nhiều người là người ta cũng không có mua. Là ở cái chỗ đó là hoàn toàn khác nhau. Nó chỉ tạo ra cái giá trị ảo thôi. Tức là anh mua nhưng mà anh thành con nợ của người ta. Nếu mà anh không có khả năng chi trả nữa thì anh ra đường ở. Và đặc biệt những cái thành phần ở tư bản đó, nó khôn ở chỗ. Ví dụ mua một cái món hàng nào đó giá trị, ví dụ như xe máy hoặc là nhà cửa chẳng hạn,
thường là nó bán trả góp không à. Thì cái việc trả góp ở Việt Nam ta cũng có rất là nhiều cái trường hợp rồi, thì trả góp thì đương nhiên là phải có tiền lời ở trong đó, và giá trị tiền lời nhiều khi nó đội lên rất là khủng khiếp đấy. Và quay lại á, thì đất nước chúng ta tại sao nghèo thì như nãy đã phân tích rồi á, là cái khoa học kỹ thuật á, là không có. Thì cái việc mà xác định đi tắt đón đầu của Đảng và nhà nước á, là cực kỳ sáng suốt. Tức là nếu mà chúng ta dựa vào bản thân như nguyên bản các nước Nhật, Đức hoặc là các nước khác á, thì bây giờ chúng ta sẽ chạy theo không kịp với những cái nước đang phát triển và những nước phát triển, thì chúng ta buộc phải đi tắt đón đầu. Đi tắt đón đầu là cái gì? Có nghĩa là tiếp nhận những cái khoa học công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để trang bị cho chúng ta, để chúng ta là bắt kịp với cái nhịp phát triển của các nước đang phát triển ở trên thế giới. Nhưng mà nếu mà muốn làm được cái điều đó thì đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi chúng ta phải có tiền. Nhưng mà tiền thì ở đâu ra? Nhà nước có nhiều người nghĩ rằng á, là chúng ta in được tiền cho nên cứ in ra mà xài, là cái đó là cái ngu ngốc, là cái không có hiểu biết về cái quy tắc tiền tệ cũng như là vật bảo đảm để cho in tiền. Thì những cái thành phần đó quá thiếu hiểu biết rồi thì có lấy búa bổ não ra thì nói nó cũng không có nghe, nó không có hiểu cái vấn đề này đâu. Tức là tiền không phải là muốn in bao nhiêu là in đấy. Nhiều cái thằng ngu mà nó nói là in tiền ra cũng lỗ, thì đúng rồi, in tiền ra cái người in tiền đó thì họ chỉ in ra tiền thì cũng phải tốn tiền mua máy in, bảo trì máy in mà cũng công nhân sản xuất rồi chứ, họ đâu phải là in tiền ra để họ xài đâu, đâu phải là cho họ xài đâu, mà phát biểu như đúng rồi á là tào lao. Cho nên á, chúng ta phải có tiền. Thì có tiền thì dựa vào cái gì? Dựa vào thuế, đánh thuế các cái công ty doanh nghiệp là phần lớn. Còn lại á, mấy cái ông kẻ mà nói rằng mà chúng tôi đóng thuế, tôi nói thiệt chứ cái đời tôi đây tôi chưa biết, nói chung là cũng có đóng thuế thu nhập cá nhân, nói chung là không có đáng kể, vài 300.000 đổ lại thôi chứ cũng không nhiều, nhưng mà không cũng không phải là lúc nào cũng đóng. Với lại những người mà thu nhập dưới 10 triệu á, thì đâu có phải đóng cái gì đâu. Rồi bắt đầu á, lại phanh ra kêu bảo là con cá mớ rau lít xăng gì á, cũng thuế. Thì đúng rồi, nếu mà mày nói thuế theo cái kiểu đó thì ở bất cứ một cái chỗ nào ở trên thế giới này đều có thuế như vậy. Nhưng mà cái nếu khi mà nói về thuế thì phải nói về cái khoản thuế khác. Ví dụ như thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà ở, thuế đất đai, thuế kinh doanh các kiểu. Thì đem những cái thuế đó mà đi so sánh với các nước tư bản thì Việt Nam với các nước tư bản tỷ lệ thu thuế là bao nhiêu? Đấy. Tỷ lệ thu thuế là bao nhiêu? Và cái mà quan trọng nhất á, là cái thuế của các doanh nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta kêu gọi đầu tư, chúng ta tạo những cái điều kiện thuận lợi cho người ta, cho nên chúng ta hoãn thuế, giảm thuế. Đấy, chúng ta tạm hoãn thu thuế và chúng ta giảm thuế cho các cái công ty doanh nghiệp đó. Thay vì một nước đang phát triển, ví dụ như ở Hàn Quốc, chúng ta muốn qua đó làm ăn, mở một cái công ty ở Mỹ đi. Ông vườn ông qua đó thì đương nhiên thằng Mỹ nó đè cổ ra, nó sẽ thu thuế ngay chứ nó không có cần tạo bất cứ điều kiện gì. Mày thích mày sống được thì sống, không sống được thì chết, kệ mẹ mày. Đó là cái quan điểm của những thằng nước lớn. Còn chúng ta là đang khó khăn, chúng về trình độ khoa học kỹ thuật cũng như là về các mặt chúng ta đang thua kém người ta, thì buộc chúng ta phải bất lợi ở cái điểm này. Đấy, chúng ta phải tạo điều kiện cho họ như vậy. Nhưng mà khi nhà nước đã thất thu về thuế ở các cái doanh nghiệp thì đó là vì cái gì? Đó là vì tạo công ăn việc làm cho người dân. Đấy, vì cái mục tiêu cao cả, mục tiêu tốt đẹp như vậy á, thì người dân còn đòi cái gì nữa, thì người dân lo mà đi làm đi thôi. Và phải thay đổi cái tư duy, tức là phải phù hợp với cái tác phong công nghiệp. Vì người dân Việt Nam chúng ta phần nhiều á, là tác phong nông nghiệp. Thì nếu mà làm vườn, làm rẫy, làm ruộng á, thì đơn giản tôi thích á, thì tôi làm, mà không thích á, là tôi nghỉ. Thấy không? Hứng lên nó anh em rủ nhậu cái đang làm bỏ đi nhậu là được, vô tư. Chả có chuyện gì ngày hôm nay không làm, ngày mai làm. Nhưng khi anh đã trở thành một người công nhân thì cái việc đó là hoàn toàn không thể nào cho phép.
anh không thể nào vô ý thức tổ chức kỷ luật như vậy, đều có những cái quy định, có những cái ràng buộc. Thì khi anh, cái cuộc sống của anh nông dân quen rồi, giờ anh bước vào cái môi trường có kỷ luật khắc nghiệt như vậy á, thì anh tiếp thu không được, tiếp thu không được thì anh nghĩ ngang, anh nghĩ tự do, anh vô tội vạ, thì cái đó là do bản thân của anh đấy, do bản thân của anh không thể đổ thừa bất cứ một ai được. Khi đã bước vào một cái môi trường như vậy mà anh không chấp hành được á, thì do bản thân anh, chứ làm sao mà đi đổ thừa cho người chuyện người khác được. Đó là về cái tác phong công nghiệp chứ không phải là người nông dân nữa. Thì cho nên á, cái việc mà cái lao động của chúng ta đi làm á, không bền là như vậy. Thì có người trong vòng một năm nhảy hai ba công ty, thậm chí tới 5-7 công ty luôn, nó cứ làm công ty chưa hết thời gian thử việc cái nghỉ, nghe công ty kia lương cao nhảy qua làm chưa hết thử việc lại nghỉ tiếp, cứ như vậy không à. Thì đó là do chúng ta sai lầm, chúng ta không có cái nhìn nhận chín chắn về cái quyền lợi. Thứ nhất á, là đóng bảo hiểm xã hội, cái thứ hai nữa là làm bất cứ cái việc gì cũng phải có cái quá trình rèn luyện, học hỏi mới thành tài được. Chúng ta mới vào công ty không thể so với người làm 4-5 năm hoặc là 5-10 năm trước được. Ví dụ như 5-10 năm trước lương người ta lãnh 10 triệu, mình mới vào làm lãnh 5 triệu. Mình cảm thấy là cái số tiền của mình nó quá ít thì mình cảm thấy không đủ, mình lại nhảy qua công ty khác. Vậy thì cuộc đời của mình là nó suốt ngày là chỉ có nghèo thôi. Đấy, thì cái gì cũng vậy, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Khi nhà nước đã tạo tất cả mọi cái điều kiện cho nhân dân, tạo tất cả mọi cái điều, mọi cái công ăn việc làm, thì cái việc của người dân chỉ có việc là đi làm nữa thôi. Làm cái hồ sơ nộp vào đó xong rồi đi làm. Làm công ty kêu làm bao nhiêu giờ thì làm bao nhiêu giờ theo đúng quy định như vậy rồi là được thôi. Nhưng mà chúng ta làm không được, chúng ta lại cứ nhảy hết công ty này tới công ty khác, rồi tới khi những cái người cùng đi làm với chúng ta nhưng mà họ làm có một công ty à, nhưng mà 10 năm sau chúng ta làm tới 10 công ty lận, thì cái quyền lợi của chúng ta thua hẳn một người làm 10 năm ở một cái công ty đó. Về mặt đóng bảo hiểm xã hội cũng như là về rất nhiều cái phúc lợi xã hội khác mà chúng ta không được hưởng. Đấy, là chính như vậy. Và cái chính vì những cái như vậy á, thì đất nước chúng ta phát triển rất là chậm là ở chỗ đó. Thì khi mà các cái công ty nước ngoài họ vào họ đầu tư mà họ gặp nhiều cái trường hợp đó nữa, thì bắt đầu là họ cảm thấy là nó mất cái thiện cảm đi, mất cái thiện cảm đối với cái đất nước chúng ta. Thì nếu mà muốn làm ăn lớn nữa, họ có thể là nhảy qua một cái nơi khác. Nó có nhiều trường hợp là nhiều công ty, ví dụ như khi mở chi nhánh họ mở ở đất nước Việt Nam luôn, nhưng mà có nhiều công ty, nhiều cái tập đoàn đó, mở chi nhánh thì họ đi qua các cái nước khác. Và rất nhiều cái nước khác có những cái điều kiện ưu đãi cũng như là về cái giá cả nhân công đó, rất là rẻ. Ví dụ như Bangladesh chẳng hạn là nó cũng rẻ. Có nhiều công ty là đang ở Việt Nam mà nhảy qua bên đó là cái chuyện bình thường, cho nên là không có cái gì xảy ra hết.